Ok, và hãy chào năm chơi xem đã trở lại với lần trình viên TV, lần trình vụ đầu chấm con. Và với tôi rồi, ta lại gặp nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ về cuộc sống, về tình bạn, tình yêu, về thiên nhiên. Đấy, và đó ạ. Và hôm nay tiếp tục suy nghĩ rằng một lần nữa, chúng ta sẽ nói về chủ đề những công việc mà sinh viên IT cần phải làm ngay từ khi nào để sau này có kết quả tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn trong nghề nghiệp sau này. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu chuyện này ngay bây giờ. Vui rồi, và một số anh em đã đi chơi với gấu về rồi, một số anh em thì đang đi nhà nghỉ với gấu, và cuối cùng chúng ta lại gặp nhau trên stream của The GVN TV. Bạn Nguyễn Giang hỏi là em năm nay là năm thứ 3 rồi và em vẫn đang học ngôn ngữ Java trên trường. Vậy ngôn ngữ Java sau này có thể đi theo hướng nào? Và em có cần học thêm nhiều ngôn ngữ khác từ bây giờ không anh? Thì trả lời bạn Nguyễn Giang là như thế này. Trước hết về cái ngôn ngữ Java ấy, ngôn ngữ Java là một cái ngôn ngữ được thiết kế để chạy trên rất nhiều môi trường. Phải không? Cái câu mà ban đầu của Java, cái câu mà gọi là cái slogan của Java là như thế này: try one, run anywhere. Tức là viết một lần chạy trên nhiều nơi. Ok, try one, run anywhere. Tức là Java có thể chạy được ở trên máy tính, trên máy tính nhá, trên các thiết bị di động, đặc biệt là những bạn thấy đó là Android. Các phần mềm Android được viết trên Java. Ngoài ra thì nó có thể chạy được trên những cái thiết bị rất nhỏ như kiểu là những cái thiết bị OIT ấy, OIT đấy, IoT, Internet of Things ấy, tức là những cái đồ điện tử ấy, như kiểu là TV, tủ lạnh, rồi những cái đồ điện tử xung quanh chúng ta này này, thì có thể viết được, có thể chạy bằng Java. Thì bạn cứ tin đó là cái ngôn ngữ Java nó rất là được sử dụng rất là nhiều nơi. Và cái nhu cầu về tuyển dụng ngôn ngữ này cũng khá là tốt bây giờ, khá là đấy. Nhưng mà mình lưu ý với bạn là như thế này, tức là bạn đang học trên trường học ngôn ngữ Java thì mình tin là trên đấy là họ mới học cái Java Core thôi. Ngôn ngữ Java nhé các bạn nhé, thì nó được thiết kế ra để chạy trên rất nhiều thứ. Nhưng mà các bạn ban đầu thì các bạn sẽ học Java Core, tức là cái lõi của Java ấy, đúng không? Thì các bạn sẽ kiểu là cái gọi là cái basic của cái ngôn ngữ đấy thôi. Còn khi mà bạn dùng các bạn phải tưởng tượng là Android, lập trình Android cũng là viết trên cái ngôn ngữ Java nhé các bạn nhé. Đấy, viết trên ngôn ngữ Java và sử dụng cái SDK, cái thư viện của Google để build ra cái phần mềm trên Android. Thì ngoài cái, nếu như mà bạn theo hướng mobile nhé, thì bạn học Java rồi thì bạn có thể học thêm là về Android. Thì bạn đã có cơ bản về Java rồi thì chuyển sang Android nó rất là dễ thôi, nó cũng tốn ít thời gian hơn. Đấy, ngoài ra thì bạn có thể tìm hiểu đó là lập trình nhúng. Nhúng thì thật ra thì ngôn ngữ Java nó cũng được viết trên các thiết bị nhúng, nhưng mà nó cũng ít hơn. Và ok, thì nhưng mà cái nhu cầu của chúng nó vẫn có các bạn nhớ. Đặc biệt là bây giờ họ có cái những cái như kiểu là smart home ấy. Đấy, thì bạn có thể theo hướng lập trình nhúng được. Đấy, thì một cái nữa thì bạn hoàn toàn có thể là dùng Java để lập trình web. Đấy, Java web, Java web thì ngoài cái chuyện đó là bạn học cái Java Core rồi nhá, bạn vẫn phải học thêm một cái nữa để có thể làm web ở trên Java. Đấy, và ngoài ra thì bạn vẫn phải biết là những cái như kiểu là HTML, CSS, JavaScript để viết cái client để mà, đấy, đó là cái cơ bản của web rồi. Còn Java thì chỉ là để xử lý ở bên server side thôi. Đấy, thì bạn cứ tin là cái ngôn ngữ Java này nó được sử dụng rất là nhiều và bạn có thể đi theo được rất là nhiều hướng như mình nói nhé. Bạn ấy hỏi là em đang học năm 3 thì đã học Java rồi thì em có thể
có cần học thêm nhiều ngôn ngữ khác từ bây giờ không anh? Thì chia sẻ với bạn đó là tất cả các lập trình viên đang đi làm đều biết nhiều hơn một ngôn ngữ, tức là các lập trình viên họ luôn luôn là học hỏi và không bao giờ họ dừng ở lại một cái ngôn ngữ đâu nha bạn nhé. Họ có thể vừa học PHP, họ có thể học JavaScript để viết trên client, hoặc họ có thể học Python để machine learning chẳng hạn. Đấy, những cái như thế thì bạn hỏi là có cần học thêm nhiều ngôn ngữ khác từ bây giờ không, thì bạn đang học Java rồi thì bạn hoàn toàn là có thể học thêm những cái ngôn ngữ khác nha bạn nhé. Tức là như mình nói ấy, là tất cả các ngôn ngữ lập trình đều giống nhau. Bạn đã học được Java rồi thì bạn học những cái ngôn ngữ khác nó cũng tốn ít thời gian thôi. Và mình nghĩ đó là chả lẽ bạn sau này bạn đi kiếm tiền bạn chỉ biết được có mỗi Java, đúng không? Chỉ biết được có mỗi Java thì đấy, thì bạn cũng có thể học thêm nhiều ngôn ngữ khác. Và bây giờ bạn năm ba rồi thì sau này đến năm 4 thì có thể là bạn cũng đã học được thêm một hai ngôn ngữ nữa, cũng được một năm nữa rồi, đúng không? Thì đấy, ok, thì chúc bạn là ra trường thì sẽ tốt nhé.